Công ty giống gia cầm Hồng Đầu Sơn là một trong những công ty duy nhất nuôi giữ giống gốc quốc gia, đó là giống gà Ri Minh Hòa. Đặc biệt của giống gà này là giống bản địa, cho nên nó phù hợp với tất cả các vùng miền trên cả nước. Giống gà Ri Minh Hòa đã được gọi là khẳng định là một trong những con giống tốt nhất hiện nay, và nó có sức đề kháng rất là cao, tăng trọng mau, tỷ lệ thế ức lớn, và nó có cái vị ngọt đặc trưng của cái giống gà này mà trong các giống gà khác không có. Hiện nay bà con chúng ta đang nuôi cái giống gà Ri Ninh Hòa PDS1. Năm 2017 ấy, thì công ty sẽ đưa một cái giống mới, đó là cái giống gà Vinh Hòa PDS2. Cái giống gà này thì nó được cải thiện về trồng gà mái và tốc độ tăng trọng là mau hơn các con PDS1, và chất lượng thịt không thua kém con PDS1. Công ty Hồng Đầu Sơn là đang đầu tư là một cái nhà máy ấp trên diện tích là 10.000 m², và về công nghệ về ấp gà con là sử dụng 100% máy nhập khẩu thế hệ mới nhất của là Hà Lan, để bảo đảm cho cái việc là sức khỏe của con gà con để đưa đến cái người chăn nuôi là tốt hơn. Bà con chúng ta nuôi gà của Hồng Đầu Sơn á, thì bà con rất là yên tâm vì con gà của công ty Hồng Đầu Sơn đã từ máy ấp và chuyển đến tay của bà con chăn nuôi thì đã được là chủng có loại vaccine tốt nhất, và con gà con nó tốt nhất và máy ấp tốt nhất. Thế thì là khẳng định một điều là cái giống này rất là tốt, bà con ta cứ yên tâm. Và bà con có thắc mắc và muốn liên hệ với công ty Hồng Đầu Sơn về các thông tin kỹ thuật, về quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, thì bà con chúng ta cứ vào website của công ty Hồng Đầu Sơn và sẽ đáp ứng với mọi cái nhu cầu của bà con, và bà con sẽ cùng đồng hành với công ty Hồng Đầu Sơn trong việc làm giàu.